làm con phải hiểu. Anh ơi có nhớ năm xưa, những ngày còn thơ cùng ai nuôi dưỡng, cùng đức sinh thành. Người hỡi đừng quên, cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Làm người ở trên đời nhớ cùng người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ cùng sinh thành nhờ anh mà có ta. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Làm người ở trên đời nhớ cùng người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ cùng sinh thành nhờ anh mà có ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni nhị bộ tăng già, trong không khí vô cùng trang nghiêm nơi trai đường chùa Quảng Đức, chúng con có duyên sự thành tâm thành lễ chư tôn thiện đức kính dâng lời tạ bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Ngự bạch chư tôn thiền đức nhị bộ ăn già quỳ giữa hai đường chùa Quảng Đức sau lễ lạc thành vừa viên mãn, toàn thể đặt ràng chúng con với tâm trạng vô cùng hân hoan hạnh phúc. Kính bạch quý ngài, trước những thăng trầm nhất định của Phật giáo tại thành phố Toulouse trước đây, hôm nay với sự gia hộ của Tam Bảo, với sự trợ lực chú nguyện của nhị bộ tăng già, với sự phát nguyện hỗ trợ kiến lập đạo tràng của chư vị Phật tử gần xa, ngồi vào phủ Quảng Đức phần lớn đã được hoàn tất. Quỳ nơi đây nhìn lên hình ảnh đại tăng trang nghiêm với bản thể thanh tịnh hòa hợp, chúng con nhớ lại lời tác bạch lên Đức Thế Tôn của vua Tần Bà Sa La khi Phật về xứ Ma Thiệt Đà, du hóa lần đầu tiên sau khi ngài thành đạo. Vua đã thưa lên Đức Phật năm được ước nguyện của ngài khi còn là một vị thái tử trẻ. Sau đó vua lại tiếp tục bạch: bạch Đức Thế Tôn, thật là kỳ diệu, giống như một người dừng lại một vật bị úp ngược, như người cầm cây đèn trong đêm tối để cho những ai có mắt được nhìn thấy mọi vật. Thế Tôn đã khai mở giáo pháp cho con,
Vâng, hôm nay ngôi Phạm Vũ nơi này đã hoàn tất. Nguyện cầu cho nơi đây cũng sẽ luôn là đạo tràng tu tập, nhằm góp một phần nhỏ trong công cuộc hoằng pháp mở khai giáo pháp cho Phật tử hữu duyên, là chốn nương tựa về tâm linh cho hiện tiền Phật tử địa phương, và cũng là nơi để các hương linh đạt quá vãng có nơi nương tựa. Kính bạch quý ngài, vâng theo lời Phật dạy về pháp cúng dường, đạo tràng chúng con hôm nay thành tâm như pháp kính dâng lễ vật và trai chiên trước cúng dường thập phương tam bảo, kể đến hiện tiền chư tôn đức tăng già. Và hôm nay tùng duyên tùng sự cũng có Phật tử Triệu Hương từ Berlin cũng xin được dâng cúng dường. Nguyện hồi hướng công đức cúng dường này để cầu nguyện cho Phật pháp luôn được trường lưu, ánh sáng đạo vàng luôn được sáng tỏ. Cầu nguyện cho các Phật tử địa phương cùng hiện tiền phụ mẫu bằng vị bình an, đạo tâm luôn vững vàng. Và cũng nguyện hồi hướng công đức cúng dường này, cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, cho tất cả chư vị hương linh nam nữ Phật tử ký tự, quý tự tại chùa Hoàng Đức siêu sanh lạc quốc. Ngờ mong hiện tiền chư tôn đức tăng già từ bi hoan hỷ nạp thọ sự cúng dường này. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Hòa Thượng Thông Trí, cộng tăng chúng bạn tử và toàn thể các tín chủ hiện diện trong pháp hội cúng dường trai tăng trưa hôm nay tại chùa Quảng Đức Tô Lô. Qua lời tác bạch cúng dường của quý vị, chư tôn đức tăng già nhị bộ từ trên xuống dưới đều hoan hỷ im lặng. Điều ấy chứng tỏ rằng lời tác bạch cúng dường của quý vị trưa hôm nay đã thành tựu như pháp. Cầu nguyện tam bảo chứng minh cho sở nguyện của tất cả quý vị cúng dường trưa hôm nay được thành tựu. Xin chư tôn đức tăng già nhị bộ đem giới đức, định đức, tuệ đức thanh tịnh của mình trong 3 tháng an cư cầu nguyện cho sở nguyện của chư tăng bản tử cũng như toàn thể Phật tử cúng dường trong pháp hội hôm nay được biến thành như sở nguyện. Xin chư tôn đức tăng ni nhị bộ niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Đại Hiếu Mục Thiên Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Thiên Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Thiên Liên Bồ Yeah.
Bồ Tát Phổ Hiền là thị giá của Đức Phật Thích Ca. Ngài nắm giữ ly đức, định đức và hạnh đức, thường cưỡi trên lưng voi trắng sáu ngà. Voi trắng tượng trưng cho trí tuệ chiến thắng. Bồ Tát Phổ Hiền có năng lực hiện thân, có trí tuệ tinh thông. Ngài đã tu hành với lòng bao dung độ lượng, bình đẳng tinh trí, một đời giác ngộ chúng sanh. Chúng ta luôn khắc sâu mười đại hạnh nguyện Phổ Hiền. Phổ Hiền Bồ Tát dẫn dắt chúng sinh trên con đường giác ngộ, bố thí chỉ giới tinh tấn, nhẫn nhục thiền định trí huệ, lúc độ nhớ đời của người Phật tử. Ai ơi, Phổ Hiền Bồ Tát nét mặt rạng ngời, thấu hiểu lẽ đời, là tấm gương sáng cho chúng sinh noi theo. Tấm lòng độ lượng của Ngài ngàn năm in dấu không phai. Chúng con thành tâm tri ân Ngài với tấm lòng là thị giá của Đức Phật Thích Ca. Ngài nắm giữ ly đức, định đức và hạnh đức, thường cưỡi trên lưng voi trắng sáu ngà. Voi trắng tượng trưng cho trí tuệ chiến thắng. Bồ Tát Phổ Hiền có năng lực hiện thân, có trí tuệ tinh thông. Ngài đã tu bình đẳng tinh trí, một đời giác ngộ chúng sanh. Chúng ta luôn khắc sâu mười đại hạnh nguyện Phổ Hiền. Phổ Hiền Bồ Tát dẫn dắt chúng sinh trên con đường giác ngộ, bố thí chỉ giới tinh tấn, nhẫn nhục thiền định trí huệ, lúc độ nhớ đời của người Phật tử. Ai ơi, Phổ Hiền Bồ Tát nét mặt rạng ngời, thấu hiểu lẽ đời, là tấm gương sáng cho chúng sinh noi theo. Tấm lòng nằm in dấu không phai. Chúng con thành tâm tri ân Ngài với tấm lòng từ bi. Là tấm gương sáng cho chúng sinh noi theo. Tấm lòng độ lượng của Ngài ngàn năm in dấu không phai. Con thành tâm tri ân Ngài với tấm lòng từ bi. Ê ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người sinh ra
phải hiểu, cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy dài.